Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về học bổng du học Nhật. Theo như những clip trước thì đã giới thiệu với các bạn hết những cái cách tìm việc làm thêm này, hay là việc điều kiện để xin du học Nhật, thủ tục xin visa, thì ngày hôm nay mình sẽ nói với các bạn một số điều về xin học bổng. Theo kinh nghiệm săn học bổng của những du học sinh mà đã đi du học rồi thì sẽ có hai cách xin học bổng, đó là xin học bổng trước khi qua Nhật và sau khi nhập học tại các trường rồi mới xin học bổng. Từ Việt Nam thì chúng ta có thể xin nhiều loại học bổng trước khi đi học với nhiều hình thức và giá trị học bổng khác nhau. Họ có bốn loại, đó chính là học bổng chính phủ của Nhật Bản, thứ hai là học bổng khuyến học dành cho du học sinh đi học tự túc, thứ ba là học bổng của các đoàn thể tư nhân Nhật Bản, và tiếp theo thì chúng ta có thể du học Nhật dưới cái hình thức mà trao đổi sinh viên giữa các trường bạn đang học với một trường đại học khác tại Nhật. Mức học bổng cho một tháng cho cái chương trình này sẽ là trị giá 80.000 yên, và thông qua cái việc trao đổi sinh viên thì chúng ta có thể tìm hiểu ngay tại các trường đang theo học. Và các ba loại học bổng trên thì là những cái học bổng mà cũng rất là dễ tìm và có thể là phổ biến đối với học sinh sinh viên chúng ta rồi. Và mình nghĩ là cái việc hình thức trao đổi sinh viên giữa các trường mà chúng ta đang học thì cũng khá là một việc khá là phổ biến. Các bạn có thể tham khảo thêm cũng như là comment dưới clip này để được chúng mình tư vấn nó rõ hơn nhé. Bye bye.